Cho nên tôi được cái quyền nói nhiều hơn những người khác, không cần quan tâm tới những người khác là như thế nào cả, không cần biết là người ta có cái công việc của họ hay không. Thằng dân chủ Nguyễn Khắc Toàn mình thì cứ bị mấy người chống cộng ở hải ngoại chửi lên còn thu con chó. Tất cả mọi người sinh hoạt trong cái diễn đàn như thế này, thằng Nguyễn, thằng dân chủ Nguyễn Khắc Toàn mà nó lên trên diễn đàn mà phao thoát trên chim của bạn, có bị mấy người này chửi còn thua con chó. Của hai người nói chuyện là 20 phút. Nó là cái thằng lừa đảo, thằng Nguyễn Khắc Toàn. Có những cái sự giới thiệu ra mấy ông này mà chửi nó ngồi nghe đã. Thì tôi còn được 40 phút nữa là sẽ tới giờ tôi làm. Thì tôi đưa cái tay lên là tôi biết chắc chắn rằng là tôi sẽ được cầm mic để mà tôi chia sẻ. Mấy ông bà trên này là toàn là dân chống cộng khét tiếng không có máu mặt. Thì nó cứ cầm nó nói chuyện hoài. Người ta đâu có thể người ta ngồi đó người ta chờ. Nếu lỡ là cái câu chuyện của người ta muốn chia sẻ. Thế như vậy nó làm sao cái ý thức nó nằm ở ngay chỗ nào? Mà nếu mà nói là mình là một người đấu tranh dân chủ, mình không có, mình thiếu ý thức thì đấu tranh cho cái gì? Này, nghe chưa mấy thằng mình dân chủ? Không có ý thức mà đấu tranh cho cái gì? Đó, mấy thằng dân chủ cụi. Không có ý thức à? Những cái sự ngu dốt và đần độn à? Ông chửi, thằng Nguyễn, Khắc Toàn, ông gọi thằng Nguyễn Khắc Toàn là gì? Nguyễn Khắc Tiền. Nó lên nó là nó lừa người ta ở trên mạng các bạn, thằng Nguyễn Khắc Toàn nó lừa quyên góp. Tôi trả mấy tờ cho chị tập nha, chị lên nói chuyện đi. Mấy dân chủ trong nước lên là bị chửi, toàn là lừa đảo mà các bạn biết, khiếp lắm. Bây giờ trả lời cho bác người điên. Bác người điên thấy tại sao tôi cười không? Bởi vì bác thông minh. Bác khôn ngoan chứ đừng nói là không. Bà này rất là cực đoan nha. Thông minh mà còn khôn ngoan. Bà này chống trường kỳ kháng chiến. Bà này nhiều giá trị lắm bác. Bác người điên bác đừng có hỏi. Chống trường kỳ. Tại sao cười? Vì bác chuyên môn là khô máu. Nhưng mà sau khi khô máu rồi bác nói nhưng mà còn là bạn. Ngồi đó mơ không bạn. Ngồi đó ôm quá khứ, ôm hận thù. Tôi thật tình là tôi bắt trước bác cũng được nữa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu tôi bắt trước bác thì tất cả mọi người đều giống nhau mà. Tất cả mọi người đều giống nhau. Nó không có cái sự khác biệt, nó bất vui. Thật ra tôi buộc lòng tôi phải khác với bác. Cái tôi biết, tôi nhìn thấy mà. Tôi biết cái thân phận của tôi. Thì tôi biết bác là thành phần nào. Nhưng mà tôi vẫn quý bác, nhưng tôi không theo con đường bác đi. Để cho cái thế giới này nó có nhiều loại hoa khác nhau. Thay vì chỉ một loại hoa. Bác thấy không? Bà này là chồng của một người. Tôi không thấy à? À, trung tá vậy. Trung tá chế độ cũ. Tôi vẫn quý bác, chứ tôi đi con đường khác của bác. Bên tâm lý chiến này. Chúng ta cùng sẽ đến một cái destiny. Bác đủ hiểu rồi. Đúng không? Nhưng mà toàn là mơ ảo không? Loại hoa. Còn cái tên... mà sáu ông ta có đuôi không, có điếc hay không? Ông thấy rằng tôi không ham nói đến cái độ. Ông biết tôi nhường giờ cho biết bao nhiêu người trước khi tôi lên nói đâu, sáu ông ta. Mà trong đây có cái ốp vẫn mãi 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 mà tôi quý không thể.